Ở đây có mấy con ngỗng rồi cả nhà. Hồi nó gượt á. Ở đây là khu chỗ chùa Trầm Ba này cả nhà. Có mấy con ngỗng dễ thương á. Ít khi nào mà Trường Duyên thấy được mấy con ngỗng vậy. Ở ngoài kia là... Ôi, ở đây có mấy vịt sim nè. Sim nó ngủ à. Ngủ thấy thương không? Cho quay hình chút xíu nha mấy bé. Gì? Đừng có gượt tôi nghe trời. Okay. Cặp ngỗng dễ thương cái nhà. Rồi vịt sim ha. Vịt sim nữa nè. Ở đây cũng có cặp vịt nè. Ở đây là chỗ hạ thủy gai ngò của chùa Trầm Ba nha cả nhà. Có một con kênh này ha, để hạ thủy gai ngò của chùa Trầm Ba ha cả nhà. Thì chỗ này bây giờ làm rộng, rất là rộng luôn cả nhà. Thì Trường Dương sẽ vô ghi hình cái gai ngò thi đấu năm ngoái cho cả nhà xem ha. Đang sơn lại để chuẩn bị lên qua văn nè cả nhà. Còn chiếc ghe cũ ngày xưa á, ghe cũ xưa đó là mình là tháo ra để đóng lại nha cả nhà. Trường Dương sẽ đi vào trong cái nhà ghe của chùa. Đây là khuôn viên của chùa nha cả nhà. Trường Dương sẽ đi vào trong nhà ghe của chùa Trầm Ba, ghi hình cho cả nhà xem chiếc ghe ngò xưa gỡ ra nha cả nhà. Đây chiếc ghe xưa đã gỡ ra. Gỡ ra để sửa lại cả nhà. Chỉ còn cái dáng đáy nè. Ở đây chỉ còn cái dáng đáy thôi cả nhà. Ghe này bung ra còn dáng đáy. Chiếc ghe bung ra dáng quá trời dáng. Ủa dáng này mình sử dụng lại được đó. Rồi mình lấy nguyên cái phần đáy này luôn ha. Lấy hết hả? Xe này cũng lâu dữ rồi ha. Lâu đời. Dạ. Thì chiếc ghe này chỉ cần lấy lại cái phần này thôi. Thì dán đáy thôi. Ờ, thấy dán đáy. Mấy bìa là bỏ hết hả? Vậy năm nay mình thi đấu 2 chiếc. 1-2. Ủa dán này dán gì em? Dán hả? Cái này là chuẩn bị lên màu ha. Em thường là lái hả gì? Dạ. Lái luôn à? Lái phụ. Mấy đứa bự bự con lái ha. À, chiếc ghe bữa hổm nhìn bữa hổm là vô là anh vô là chưa có sơn màu trắng. Đúng rồi. Ừ. À. Mới em mới sơn hôm qua. Vậy hả, em sơn luôn hả? À. Tiếp hả? Rồi ghe này là ghe thi đấu năm ngoái rồi cả nhà. Thì bây giờ sơn lại ha. Sơn lại để chuẩn bị cho giải đua ghe ngò Ốc Bốc 2024 Festival. Thì là đây là Trầm Ba 1 nha cả nhà. Ghe ngò Trầm Ba 1 ha. Ghe ngò Trầm Ba 1. Hôm nay thì Trầm Ba 2 chiếc. 1 và 2. Chiếc 1 thì đang chuẩn bị lên màu. Còn chiếc 2 là đã đang lên màu nha cả nhà. Lên hình con hổ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nhìn thấy mê luôn á. Con hổ nhìn vô là mình thấy sống động liền. Còn ở đây Trường Dương thấy mấy cây cần câu á, nó bự quá. Thì bây giờ ghe Trầm Ba 1 là đã lên một sơn màu trắng rồi, thì chuẩn bị lên màu.
Nó bên bển nó vừa xong chiếc kia là qua đây sơn rồi không em? Ở bên đây mình có sơn hổ không? Hổ y mẫu nhau luôn, hai chiếc. Cái vậy 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 mình xuống ghe mình dễ thấy ha. Màu một áo. Ủa rồi cái này cái đuôi này là của ghe cũ rồi không? Ghe sữa. Mình nhớ mình sử dụng lại. Cái ghe cổ xưa. Chiếc này á mình đóng năm nào ta? Chiếc này 29. Chiếc này là mình đóng 29 hả? Là hồi đó giờ là mình mấy chiếc ra ở đây nè. Mới có chiếc này là chiếc đầu tiên là mình chiếc thứ hai. Là chiếc này là chinh chiến lâu năm rồi phải không? Thời huy hoàng bốn mặt tới giờ đúng không? Bây giờ là tháo ra để làm lại. Ủa rồi mình làm lại mình làm để tập. Mình để làm lại để tập. Chỉ là ghe này làm lại để tập nha cả nhà. Thì ghe kia ghe anh thi đấu năm ngoái á, thì để chuẩn bị lên màu nha cả nhà. Thì năm nay là một chầm 31 và chầm 32 nhé. Hôm nay mình tập ở dưới vàng luôn hả chú ha? Rồi tập ghe luôn hả? Nếu mà nào thì ghe này làm xong là mình tập ghe luôn. Tập ghe luôn. Tập ai bơi. Dạ, đúng rồi. Mỗi năm mình không có ghe tập, mình tập trên vàng thôi. Trên vàng không à? Thôi mềm quá. Dạ. Rồi ta bơi được rồi mới ta. Chứ không có đều tay á hả? Đều tay. Tôi ghe là mình biết ai đứng chỗ nào, ai ngồi chỗ nào. Dạ, đúng rồi. Bởi vì bây giờ mấy chùa có ghe để tập á, nhiều ghe, nhiều chùa có 2-3 chiếc ghe, một chiếc tập, 2-3 chiếc thi đấu á. Dạ. Chiếc ghe năm ngoái thì thay công, cả nhà thay công giữa ha. Thì nghe nói là sơn màu giống nhau, với còn hơi, còn ướt nha. Cái này là mới sơn luôn à. Thì hai chiếc này lên màu giống nhau, cũng vẫn là hổ luôn, hổ đầu ghe ha. Cái này còn mới quá lại mà mới cá luôn. Cái này chắc dán dầm quá. Đây là dán dầm mà cả nhà. Cần câu ở đây sao nó bự quá trời nha. Đây là ghe 131 nha cả nhà. 131. Tôi đó có cái quẹt không đi được. Trường Dương quay tổng quát cả nhà xem á. Thì công giữa thì chắc chai xong hết trơn, thì chỉ cần đi chờ lên màu thôi. Màu trắng để chuẩn bị lên màu ở cả nhà. Đây là thành tích của ghe rất là nhiều. Cái này là những năm trước rồi nè. 14, 18, 13, 07. Mấy năm 07, 08 rồi mấy năm là giải cao. 07 nè. 05. 17. Lẻ 3. Bản thành tích của ghe ngò chùa 3. Thì còn mấy cái mới không thấy cả nhà. Mấy cái mới chắc để chỗ nào. Để giống như là 20, 21, 22, 23 thì không thấy cả nhà. Thì Dương Dương ghi hình một vòng cho cả nhà xem cái nhà ghe ngò của chùa 3. Là đây là chiếc ghe 131. 132 thì đang lên màu, 131 thì chuẩn bị lên màu nha cả nhà. Thì Dương
ghi một vòng cho cả nhà xem thôi. Bây giờ thì Trường Dương xin kết thúc video cả nhà. Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bây giờ đang làm gì em? Bây giờ Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ha.